ready for Vietnam. Sau một thời gian dài ở Mỹ để dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, trở về nước thì cảm xúc của Phạm Hương hiện giờ như thế nào? Thực sự thì một chặng đường rất là dài. Và ngày hôm nay thì Phạm Hương đã rất là hạnh phúc và rất là sung sướng khi được ngồi đây để cùng chia sẻ với tất cả quý vị. Và đặc biệt hơn nữa đó là một cảm giác rất là bình yên khi Phạm Hương được trở về nhà. Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới vừa qua có xảy ra một sự cố rất là hy hữu, trao nhầm vương miện Hoa hậu. Phạm Hương là một trong những thí sinh có mặt trong đêm chung kết. Phạm Hương có thể chia sẻ về cái khoảnh khắc xảy ra sự cố đó. Thực sự thì Phạm Hương rất là bất ngờ và bản thân mình cũng rất là khó hiểu rằng là không biết tại sao lại xảy ra được những cái tình huống như vậy. Mặc dù là tờ giấy mà MC trao ra đọc kết quả thì rất là đơn giản, chỉ có ba tên của ba cô đến từ ba quốc gia thôi. Và thực sự thì trong khi đó MC là một người mà đã rất là kỳ cựu, không chỉ riêng Phạm Hương mà tất cả các bạn thí sinh còn lại cũng như là tất cả khán giả trên khắp thế giới thì mọi người rất là bất ngờ. Vương miện thì đang đội được trên đầu của Hoa hậu Colombia rồi, mà trên màn hình LED thì lại hiện ra thông tin là mời Hoa hậu Philippines bước những bước đi đầu tiên. Thì đó là một cái mà tất cả tụi em đều rất là ngơ ngác và không hiểu rằng là chuyện gì đang xảy ra trên sân khấu này nữa. Lúc đó thì mọi người vẫn chưa dứt khỏi cái khoảnh khắc mà fan của Colombia đang rất là sung sướng và đang rất là hào hứng để chia vui cùng hậu Colombia. Thì sau đó lại có một luồng không khí rằng là phản đối và rất là bất ngờ khi mà MC quay ngược lại và thông báo rằng là ông ấy đã đọc nhầm kết quả. Và khi đó thì mọi thứ ở sân khấu rất là lộn xộn khi mà mọi người dành tất cả sự chú ý cho hoa hậu Philippines thì chắc chắn rằng là sẽ không có quá nhiều người chú tâm tới hậu Colombia nữa. Thì bạn quay trở ngược lại hậu trường. Và khi đó thì em ấy đã khóc rất là nhiều. Thì chỉ có tất cả các bạn thí sinh cùng chia sẻ với em ấy. Phạm Hương thấy rằng là có rất là nhiều bạn thí sinh thì các bạn ấy cũng không đồng ý. Và các bạn nói rằng là đây là một kết quả sai trái và cũng như là một cuộc thi mà các bạn ấy thấy rằng là đã sai lầm khi ra chẳng hạn như vậy. Những thí sinh đến từ Đức, Peru hay là Tây Ban Nha thì các bạn ấy khá là gay gắt cũng như là mọi người chỉ trích cuộc thi rất là nhiều. Nhưng một số các bạn thì mọi người nghĩ một cách đơn giản hơn và tập trung cũng như là động viên, an ủi hậu Colombia nhiều hơn. Cái ý kiến riêng của Phạm Hương về cái kết quả dành cho hậu Philippines như thế nào? Phạm Hương nghĩ rằng là một chặng đường rất là dài, tới tận 20 ngày thì mọi người cũng cùng sống chung với nhau thì chắc chắn rằng là mọi người ít nhiều cũng có những cái quan điểm, những cái đánh giá cũng như là những sự ưu tiên của mình, đặc biệt cho những bạn thí sinh mà mình chơi thân cùng nhau hoặc là những cái mà các bạn cảm thấy là mình nhìn theo con mắt của cá nhân. Ví dụ em thích chị thì em sẽ chọn chị chẳng hạn như vậy. Hoặc nhiều bạn như bạn Philippines, bạn ấy không nói quá nhiều cũng như là rất là hạn chế cười với những người xung quanh. Bạn ấy đến sớm hơn mọi người rất là nhiều nên là bạn ấy đã chủ động hoàn thành tốt tất cả những cái phần mà chụp hình cũng như phỏng vấn từ trước. Chính vì vậy nên là vô tình hậu Philippines đã tạo ra khoảng cách với tất cả những các bạn hậu khác. Nên là việc mà các bạn thí sinh khác không đồng tình hoặc là các bạn ấy có phản ứng gay gắt như vậy cũng chỉ là bởi một phần theo quán tính cá nhân của các bạn ấy mà thôi. Khi mà không nghe tên mình trong danh sách top 15, cảm xúc thật sự của Phạm Hương lúc đó thì như thế nào? Bản thân Phạm Hương thì đã chuẩn bị cái điều đó từ trước cho mình rồi. Và mình biết rằng là đêm chung kết sẽ diễn ra những phần nào. Và chắc chắn rằng mình phải chuẩn bị cho những điều như vậy. Mình không quá kỳ vọng hoặc là không quá mơ tưởng về nhiều thứ. Nhưng mọi người biết rằng là một cuộc thi có tới tận 80 quốc gia tham gia. Và đặc biệt Việt Nam thì là một quốc gia mà nhỏ bé hơn một chút. Cái mà Phạm Hương nghĩ rằng mình tự tin nhất đó chính là những sự đam mê, nhiệt huyết cũng như những kỹ năng, kinh nghiệm mà Phạm Hương đã có được trong suốt 5 năm vừa qua khi Phạm Hương bước vào nghề.
Phạm Hương vẫn còn rất là nhiều thứ cần chuẩn bị. Nếu mà có thêm thời gian thì Phạm Hương sẽ chuẩn bị cho mình được vốn tiếng Anh được nhiều hơn. Và bên cạnh đó thì Phạm Hương cũng cho mình được cái sức khỏe tốt hơn, tức là tăng cân lên một chút chẳng hạn như vậy, để khi mà qua Mỹ thì nó giảm cân xuống là vừa. Trước đó và ngay cả khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Thế giới thì vì sao bạn lại thích thể hiện cái khả năng ca hát? Phạm Hương không biết từ đâu rằng mọi người biết rằng là mình rất là thích âm nhạc và mình rất là thích hát. Nên trong những cuộc phỏng vấn đó thì mọi người thường hay yêu cầu mình là tôi thấy rằng bạn hát rất là hay, vậy thì bạn có thể hát cho chúng tôi nghe được hay không? Thì bản thân Phạm Hương không phải đắn đo hay suy nghĩ quá nhiều trước một lời mời như vậy, kể cả khi mà mình hát hay hay không đi chăng nữa, nhưng mà khi mọi người muốn nghe thì mình cũng sẽ thể hiện hết mọi thứ, thể hiện những gì mình có cho tất cả mọi người nghe. Cùng nhau trèo lên quán dốc, lóc ca lóc cốc, tìm gốc cây đa, nghỉ chân thêm ba miếng trầu, gối đầu tay không để ngắm sao trời. Nhà ai có con chim khách, lấy ca lách cách tìm đến chim kêu. Rằng có ba cô nàng, mà đỏ môi hồng chúm chim đồng tiên. Năm mới đã sắp đến rồi, vậy năm 2016 của Phạm Hương sẽ là năm như thế nào? Thì năm 2016 sẽ là một năm mà Phạm Hương nghĩ là cũng sẽ rất là bận rộn, với nhiều những cái kế hoạch mà Phạm Hương đã tính trước và những cái vai trò, những trách nhiệm của mình trong vai trò là Tân Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Và Phạm Hương nghĩ rằng là Phạm Hương xứng đáng được dành nhiều thời gian hơn nữa cho bản thân mình, và cũng như ngoài những cái dự án dành cho cộng đồng thì Phạm Hương cũng sẽ dành thời gian để cho những cái công việc cá nhân riêng của mình, và dành thời gian để đi du lịch nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn và trải nghiệm nhiều hơn nữa về cuộc sống.